Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh video ăn uống và mukbang của Phú nha. Hôm nay thì Phú mời mọi người cùng ăn nem nướng và Phú sẽ ăn kèm với lại bún nem nướng nè, với lại bánh hỏi nha. Mời mọi người cùng ăn với Phú nha. Ở đây thì Phú mua là một phần bún, một phần bánh hỏi nem nướng, với lại 10 cây nem nướng ở bên đây nè mọi người. Nhìn cái mâm nó cũng đồ sộ bắt mắt ha mọi người ha. Rồi, Phú ăn đây. Nó thơm, nó ngon mọi người ơi. Đã quá, lâu rồi Phú mới được ăn nem nướng. Ăn chung với bún là bao bá cháy luôn mọi người. Hôm nay thì đột nhiên thèm bún nem nướng mọi người, với lại bánh hỏi. Cái là lướt Facebook thấy người ta bán là mình mua về luôn mọi người. Ở đây Phú mua là một phần bún nem nướng, một phần bánh hỏi, với lại 10 cái cây nem nướng nha mọi người. Và mỗi cây thì người ta bán như Phú là 10 ngàn một cây. Một phần bún này Phú mua là chỉ có giá 20 ngàn thôi mọi người. Có thêm cả nem sắt với lại bì nữa. Còn phần bánh hỏi này Phú mua với giá là 30 ngàn.
À, tổng cộng là cái mâm hôm nay Phú ăn là 150 ngàn cho cái mâm ăn bút bàn hôm nay của Phú nha. Sẽ làm bánh tráng kẹp với nem ăn. Hôm nay thì nhìn cái mâm nó cũng khá là bắt mắt bởi vì nó quá trời nhiều chi tiết màu sắc ở trên đây luôn mọi người. Nhìn cũng khá là lu bu và lộn xộn. Bỏ nem nhiều nhiều vô mới được. Cái phần nem tôi thấy là nem cũng khá là vừa ăn và rất là ngon luôn mọi người. Ăn với bún hoặc là bánh hỏi là bao phê thiệt. Đã thèm ghê lắm mọi người. Hôm nay Phú bị u mê với đồ ăn quá mọi người. Tại vì được ăn cái đúng món mình đang thèm á, cảm thấy rất là sướng.
thời buổi dịch bệnh cho nên là chỉ ở nhà và order đồ ăn về thôi. Bạn nào ở dưới Gạch Giá Kiên Giang mà muốn ăn cái món này á, Phú cũng sẽ để cái địa chỉ cũng như là cái thông tin của cái shop, của cái quán này cho mọi người ha. Bánh hỏi kẹp thôi cũng ngon lắm mọi người. Ăn nó phê ghê. Phu bún bánh tráng tiếp nha mọi người. Hôm nay bị đi u mê về đồ ăn quá không? Nên là Phú nói em, Phú không có kể chuyện gì cho mọi người, không có tương tác với mọi người nhiều. Mọi người nhìn Phú ăn thôi nha mọi người. Nói chung về cái vị của cái nem nướng này, Phú cảm thấy khá là ok, hợp với vị của Phú. Cũng hên đổ có một chút rồi mọi người ơi, không thôi là ở đợi luôn rồi, quá trời. Kệ nó, ăn tiếp lát xử sau mọi người. Ngon quá mọi người, ăn hoài không thấy chán.
Rồi mọi người cùng ăn cây nem nướng cuối cùng Phú nha. Người ta cho quá trời nhiều rau luôn mọi người, cho nhiều rau găm lắm mà Phú cũng thích ăn rau găm. Mời mọi người cùng ăn miếng cuối cùng Phú nha, miếng xà bần cuối cùng. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.